các bác, em giới thiệu con rửa bát Panasonic TR5, một con máy đẹp mà xuất sắc này các bác. Giá chỉ có 3,2 triệu thôi nhé, bảo hành 2 năm. Các bác yên tâm sử dụng. Giá 3,2 triệu, bảo hành 2 năm. Một con TR5 như các bác nhìn trên hình. Máy này thì chiều cao là 65 phân tính cả mở cánh, chiều ngang bề ngang là 55, chiều sâu của máy là 35. Dòng máy 6 bộ to nhất của Nhật Bản, không có máy to hơn ạ. Siêu lành bền. Bên em bán lẻ, máy dùng rồi mà bảo hành tận 2 năm nên các bác biết là chất lượng của nó như thế nào rồi. Chuyên về kỹ thuật máy rửa bát, một con máy xuất sắc. Bên đây là địa chỉ, hai số điện thoại bên em, hai kênh YouTube. Các bác xem thì ủng hộ bên em và ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ em nhé. Các bác nhìn con này, mặt nhựa nguyên này. Mặt nhựa nguyên trắng tinh. Mika đẹp. Đây là năm Ekunavi. Có hẹn giờ, thời gian sấy 30 phút. Nếu muốn giữ khô bát đũa vào mùa nồm miền Bắc hay bị nồm mầm, các bạn bấm nút này thì bát đũa được giữ khô suốt cả ngày luôn. Chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C, rửa mạnh với nước nóng 80 độ. Nếu các bác không bật 80 độ nhá, thì nó sẽ rửa mức nhiệt độ khoảng 5-60 độ. Đấy, có chế độ chỉ sấy này, thì không rửa, chỉ sấy thôi nhá. Chọn thời gian sấy 30, 45, 60 tùy. Tắt nguồn, bật nguồn, bắt đầu rửa. Hình thức đẹp mỹ mãn, lưng tôn phẳng đẹp. 2012 series máy 2312, có hơn 3 triệu tỷ thôi. Các bác có một cái máy rửa bát phục vụ gia đình rồi, mua về tặng vợ con. Sắp 20 tháng 10 rồi các bác ơi, sắp 20 tháng 10 rồi, tặng vợ con máy rửa bát quá đẹp luôn. Ăn cơm xong cả nhà xếp vào. Đặc biệt là cái máy này rửa với nước nóng mà các bác không cần phải dùng hóa chất tẩy rửa, gây độc hại da tay, độc hại sức khỏe. Dùng cho gia đình 6 đến 8 người ăn. Xếp mỗi hàng này là một cái bát con này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai hàng này là 12 cái bát con. 6 cái cốc ngắn. Cốc ngắn như này các bác nhé. Ngắn này nhé. Đây, các bác xem những cái cốc ngắn này nhé. Nếu mình không dùng cốc nhiều mình lại xếp tiếp bát con. 6 cái cốc nữa. Nếu không xếp thì được 6 cái bát con nữa. Đấy. Đĩa. Bộ dọc ở đây 6 đến 8 cái đĩa. Đũa, thìa, bát ô tô, bát nhựa, khay để bột rửa bát nếu các bác dùng, còn không thì thôi, khuyên chân tình là không nên dùng, chỉ dùng nước nóng thôi, tay phun, máy cho đun nước, khay rác khi rửa rác đồn đây. Con máy quá đẹp luôn, có 3,2 triệu thôi. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Hàng bên em đã dọn test chạy ok, ngon lành tất cả mọi chức năng, bảo hành 2 năm tất cả mọi chức năng, mọi lỗi. Thôi nha.